Dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm, môn ngữ văn lớp 7, bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án có bài đầu tiên, bài mở đầu, tiết 1, tìm hiểu chung về hình thức, bố cục và các nội dung của cuốn sách. Nội dung bài học chúng ta sẽ bao gồm những phần như sau. Chúng ta cùng xem thêm bản giáo án. Bài số 5. Bài 5. Văn bản thông tin. Đọc văn bản và thực hành tiếng Việt. Văn bản 1. Ca Huế. Chúng ta cùng xem thêm một số bản giáo án của chương trình học kỳ 2. Bài 6. Chuyện ngụ ngôn và tục ngữ. Đọc văn bản và thực hành tiếng Việt. Văn bản 1. Ếch ngồi đáy giếng.
chúng ta cùng xem thêm bản giáo án của bài số 10. Bài 10, văn bản thông tin, đọc hiểu văn bản và thực hành tiếng Việt. Văn bản 1, ghè xuồng Nam Bộ. Thầy cô lưu ý rằng giáo án khi tải về là giáo án bản quốc. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.